Đầu em có não không? Dạ, không có ai dạy catwalk mà hai cái tay như vậy hết á. Anh Trung nói vậy nè. Quá. Ý là bạn này bạn mới tập catwalk. Dĩ nhiên một người chỉ mình chỉ sao mình học vậy thôi. Anh không biết catwalk. Anh cũng biết một điều là nếu đi catwalk đúng là phải tiết chế được hai cái tay. Đâu ra có cái kiểu đánh tay ngày xưa, ngày xưa. Tự phân cho nó unique. Kiểu đi sàn gạo. You wanna be on top. 17 đấy. 17 đấy. Mi bất xạ quá. Quê em ở đâu? Em ở Long An ạ. Quê mình vào một lễ hội Tết ấy. Có trò đua ghe hay bơi thuyền rồng dạ không? Cái tay của em đi lúc nãy mà chèo thuyền hoặc là bơi ghe là tốt nhất đấy. Dập dìu thuyền vua, dòng sông mang dòng cua. Hay giờ giờ hờ giờ giờ, sao thì dặn ấy sao thì dặn. Mặc dù kể cả là em có 77 chứ em 79 mà em bơi ghe như thế là cũng không có tên anh trong danh sách đồng ý đâu đó. Đi như bơi thuyền rồng nữa trời ơi. Đi như bơi thuyền rồng nữa trời ơi. Như bơi thuyền rồng nữa trời ơi. Không ổn, cổ vai ổn, tay cứ như đi bơi thuyền rồng, cứ như này này này, cứ như này này. Trên rừng lắm quả nhiều hoa. Dạ, xin phép cho em xin một câu hỏi. Rồi, đưa cái mic đây, đưa cái mic đây. Đây, bước lên này, bước lên này, bước lên này, rồi. Giữ hai cái tay là đừng có sàn trước. You wanna be on top. Lên. Chống một tay lên, đó. Quay lại, đi thêm một vòng nữa. Chống một tay lên, đánh một tay. Em có học catwalk rồi đúng không? Dạ. Ai vậy? Chị Hương Ly ạ. Thế thì chị Hương Ly, chị biết là em cao hơn chị Hương Ly không? Về gửi lời của anh Trung cho chị Hương Ly nha, là đừng có thấy người ta đẹp hơn mình mà dìm. Là một. Đấy là anh nghĩ đen tối. Còn nếu mà anh nghĩ thật thì đầu em có não không? Dạ, không sợ. Có ai dạy catwalk mà hai cái tay như vậy ha. Em sẽ rút kinh nghiệm. Anh Trung nói vậy nè. Quá. Ý là bạn này bạn mới tập catwalk. Dĩ nhiên một người chỉ mình chỉ sao mình học vậy thôi. Thật sự thì chị Hương Ly không dạy em như vậy. Anh không biết catwalk. Anh cũng biết một điều là nếu đi catwalk đúng là phải tiết chế được hai cái tay. Đâu ra cái cách kiểu đánh tay ngày xưa, ngày xưa. Tự phân cho nó unique. Kiểu đi sàn gạo. Ok rồi. Tiết chế lại hai cái tay. Chứ còn không mà còn gặp anh là anh còn xỉa sói hai cái tay đó. Lên đây. Đây là cơ hội để anh xỉa sói em tiếp đó. Trời ơi, đừng có để anh Trung nói không có não nữa nha. Gọi là não đi vắng. Goodbye.